Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại khu công nghiệp phố Nối A và một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra tình trạng doanh nghiệp trồng cây xanh dưới đường điện cao thế, vừa mất an toàn vừa gây lãng phí do phải chặt hạ khi cây lớn, vi phạm khoảng cách an toàn điện. Đây là hàng cây được trồng dưới đường điện 35 kV tại khu vực khu công nghiệp phố Nối A. Được biết cây ở đây đã trồng khá lâu, thời gian ít thì 3 năm, nhiều thì đã trồng trên 10 năm. Những cành cây rất gần đường điện và phải phát quang, nếu không dòng điện sẽ phóng xuống, gây mất an toàn cho người, phương tiện đi dưới đường và vỉa hè, đặc biệt khi có mưa bão sẽ gây sự cố điện. Còn đây là hình ảnh những cây xanh mới được công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Văn Sơn Hưng Yên ở cụm công nghiệp Ngọc Long, huyện Yên Mỹ trồng trong 6 tháng vừa qua. Ngay khi trồng xong, Điện lực Hương Yên đã có văn bản đề nghị công ty di rời do cây trồng vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện 110 kV. Mong và kiến nghị cho các cấp chính quyền cũng như là các ban quản lý các khu công nghiệp có cái giải pháp nào để cho là hạn chế cái việc trồng cây cũng như là xử lý di chuyển các cái cây mà đã vi phạm hành lang của chúng tôi rồi, thì lại trong quá trình thực hiện thì phối hợp với cả điện lực chúng tôi để thực hiện các cái biện pháp an toàn. Mặc dù đang là mùa mưa bão nhưng việc đôn đốc cắt tỉa cây của ngành điện vẫn chưa được các đơn vị quản lý khai thác thực hiện, gây mất an toàn điện. Theo ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, cứ trước mùa mưa bão, đơn vị lại có văn bản nhắc nhở công ty quản lý khai thác khu công nghiệp phố Nối A, nhưng xem chừng các đơn vị này chậm triển khai. Mùa mưa bão là chúng tôi đều có cái văn bản đôn đốc tất cả các chủ đầu tư hạ tầng cũng như là các doanh nghiệp ở trong các cái khu nghiệp là phải ra soát, cắt tỉa cây xanh, khơi thông dòng chảy để đảm bảo chuẩn bị các mùa mưa lũ để không ảnh hưởng đến các cái khu công nghiệp. Trong thời gian tới kiểm tra lại tất cả các cái khu đã đang đi vào hoạt động thì xem các cái cây, cái hệ thống cây mà nó có ảnh hưởng trực tiếp lưới điện thì phải đôn đốc các cái doanh nghiệp đấy để khẩn trương để cắt tỉa hoặc có cái hình thức di chuyển để thay thế bằng cái cây khác cho nó phù hợp hơn. Không tính riêng thiệt hại từ tiền cây, tiền thuê chăm sóc và tiền thuê chặt hạ cây, khi cây lớn vi phạm hành lang an toàn điện, chỉ riêng Điện lực Yên Mỹ hàng năm cũng phải tiêu từ 250 đến 300 triệu đồng để thực hiện việc cắt tỉa cây xanh do vi phạm khoảng cách an toàn điện. Trung bình toàn ngành điện tiêu tốn mỗi năm từ 1,8 đến 2,2 tỷ đồng để duy trì khoảng cách an toàn do sự phát triển của cây trồng dưới đường điện cao thế.